về đây bên nhau dưới ngôi trường này, từ bao năm hằng mơ ước thành người giáo viên hôm nay. Chàng giao ăn bên đèn khuya, em thao thức đã bao đêm, đàn em thơ mai ngày khôn lớn, tổ quốc đang mong chờ. Để biết bao người giáo viên nhân dân, những kỹ sư tâm hồn ươm mầm xanh ước mơ, bao nụ hoa hé nở ngày mai đang đón chờ, vì đàn em cùng nhau ta góp công. Để biết bao người giáo viên nhân dân luôn khắc ghi trong lòng những lời người thiết tha, đi đến những chân trời mang tri thức cho đời, vì ngày mai, vì tương lai sáng ngời. Chim về đây bên nhau dưới ngôi trường này, từ bao năm hằng mơ ước thành người giáo viên hôm nay. Chàng giao ăn bên đèn khuya, em thao thức đã bao đêm, đàn em thơ mai ngày khôn lớn, tổ quốc đang mong chờ. Để biết bao người giáo viên nhân dân, những kỹ sư tâm hồn ươm mầm xanh ước mơ, ngày mai đang đón chờ, vì đàn em cùng nhau ta góp công. Để biết bao người giáo viên nhân dân luôn khắc ghi trong lòng những lời người thiết tha, đi đến những chân trời mang tri thức cho đời, vì ngày mai, vì tương lai sáng ngời. Đi đến những chân trời mang tri thức cho đời, vì ngày mai, vì tương lai sáng ngời. Nhân dịp khai giảng năm học mới 2024-2025, tôi thân ái gửi tới các thầy giáo, cô giáo, cán bộ quản lý, người lao động đã và đang công tác trong ngành giáo dục, cùng các em học sinh, sinh viên, học viên và các bậc phụ huynh những tình cảm thân thiết, những và những lời chúc tốt đẹp nhất. Năm hằng mơ ước thành người giáo viên hôm nay. Chàng giao ăn bên đèn khuya, em thao thức đã bao đêm, đàn em thơ mai ngày khôn lớn, tổ quốc đang mong chờ. Để biết bao người giáo viên nhân dân, những kỹ sư tâm hồn ươm mầm xanh ước mơ, bao nụ hoa hé nở ngày mai đang đón chờ, vì đàn em cùng nhau ta góp công. Để biết bao người giáo viên nhân dân luôn khắc ghi trong lòng những lời người thiết tha, đi đến những chân trời mang tri thức cho đời, vì ngày mai, vì tương lai sáng ngời. Chim về đây bên nhau dưới ngôi trường này, từ bao năm hằng mơ ước thành người giáo viên hôm nay. Chàng giao ăn bên đèn khuya, em thao thức đã bao đêm, đàn em thơ mai ngày khôn lớn, tổ quốc đang mong chờ. Để biết bao người giáo viên nhân dân, những kỹ sư tâm hồn ươm mầm xanh ước mơ, bao nụ hoa sẵn sàng mời đứa thanh niên trường.
người thiết tha đi đến những chân trời mang tri thức cho đời vì ngày mai vì tương lai sáng ngời.